Ok, có liền này. Mình tìm được em này xòe bống xinh cực mà còn là dáng dài form rộng giúp mọi người chê được khuyết điểm ở chân và bụng nữa. Váy có 3 màu nhưng mà mình thích màu vàng này nhất. Tưởng tượng mặc em này chạy trên đồng cỏ xanh là đã thấy xinh rồi. Váy chất vải thô hơi cứng một chút, mình nghĩ là dập vài lần chắc sẽ mềm hơn ấy. Bạn nào có mụn lưng hay bắp tay to, bình thường ngại mặc váy 2 giây thì yên tâm nhá. Cứ khoác thêm áo hoặc mặc áo phông bên trong là xinh hết á. Mình 1m58 thì mặc váy dài đến giữa bắp chân nha. Đi biển mà không thích mặc đầm maxi hay đầm hoa thì mọi người có thể tham khảo outfit này nha. Mình đặt cả áo và váy giống bạn mẫu luôn. Mọi người có thể đặt lẻ từng món nhé. Chân váy cap chun và có quần ở bên trong. Chất vải kiểu xốp nhẹ nên mặc lên bồng bềnh xinh cực. Áo sơ mi cũng có chất khá là lạ này. Này là vẫn có lớp vải trong suốt đấy chứ không phải là đục lỗ đâu. Form áo rộng nhưng mà không quá dài. Thì chiếc áo có may thêm 2 túi to nên mọi người chỉ cần mặc áo trong cùng màu da là ok, không sợ lộ. Nếu không thì cứ mặc kèm thêm áo 2 dây cho yên tâm nhé. Ngoài màu xanh thì áo còn có màu cam và màu beige cho mọi người chọn nữa nha. Như đã chán mấy kiểu sơ mi bình thường thì mọi người có thể thử áo sơ mi bò nha. Băn khoăn không biết chọn màu nào nên mình đã mặc cả 2 màu luôn. Tại mình thấy cả 2 màu đều đẹp mà em này cũng khá là hạt rẻ nữa. Áo chất vải mềm mặc mát chứ không bị dày như áo bò bình thường đâu. Đường may khá cẩn thận nhưng mà vẫn còn chút chỉ thừa nhá. Form áo thì cực kỳ dài và rộng luôn. Mọi người có thể mặc như áo sơ mi bình thường hoặc là khoác ngoài cũng được nè. Đây có phải là cái áo siêu tôn dáng mà mọi người đang tìm không nhở? Xem được video ý Phát là mình phải xúc ngay. Không biết là mặc lên có tôn dáng được như vậy không? Nhưng mà em này cũng hạt tỉ, hơn bát phở có một tí thôi nên là mình cứ đặt thử cả hai màu xem sao. Mọi người nhìn cũng thấy là chất của hai màu nó khác nhau rồi đúng không? Với cả mình đặt màu trắng nhưng mà áo mình nhận được nó có màu be. Đường may thì cẩn thận phết nhá, không có chỉ thừa luôn. Dạo này mình tăng cân với cả ở nhà ngồi nhiều nên là bụng to lắm. Eo giờ lên 70 rồi mà mặc áo này với chân váy xòe nhìn dáng vẫn ok phết, đáng để thử đấy. Mọi người có thể tham khảo nhá. Giày dép nên có vào mùa hè dành cho team ngại đeo giày dép cao. Không phải là bạn nhìn, mà nếu em có thắc mắc về vấn đề này thì em hãy nhập lượt đó lại xem. Trên thế giới này có hơn 7 tỷ nụ cười, nhưng mà với anh thì nụ cười của em mới là đẹp nhất. Thế nên là làm ơn, hãy để anh giúp em giữ nụ cười của em trên môi. Anh không muốn thấy em để cùng mình là một người. Anh biết anh vô tâm, bây giờ thì cứ đặt lời. Can I have a kiss, vì đừng mời em gặp nhau. Yeah, yeah, một chiếc sơ, có lẽ anh đã lọc vào. Và thế này chẳng ra đêm, đời anh đang cần gì. Hồi nào mà em trong sơ làm đi. Mình
mẫu quần siêu hách lắm các bạn nữ nên có. Okay, mặt đất ở nơi đông người, cô đôi mắt tiền như mây trời. Với thật chất tại sao không cười lại vì thiếu anh đúng không?